宿課題やったの？やったよ。A few moments later. 宿題したの？したよ。A few moments later.飲み会があるから夕ご飯をいらないよ。わかった。本当にいらないよ。作ってあっても食べないよ。わかった。では、我和các bạn ở trên các bạn đã đoán được nghĩa của tên ba như nào. Tên ba được dùng khi người nói đang muốn nhấn mạnh điều gì đó với cảm giác bực mình tức tối. Công thức của mình ở phía trước sẽ là bực ghê, đằng sau của mình sẽ gọi là tên ba.Tên ba chỉ sử dụng người trong gia đình và người bạn thân của mình, không sử dụng tên ba với người ở trên. Tên ba biểu hiện nghĩa